phấn son suốt ngày phấn son. Đám đi ra. Trời ơi, con mày thằng mày, mày suốt ngày đi xe xô. Mày làm mẹ kiểu gì vậy? Làm mẹ vậy rồi sao? Mày hay quá mày nói tao. Mày giỏi á, mày ra ngoài đường kiếm tiền cho tao đi. Đã làm không có tiền rồi, không biết điều nữa. Tao phải còng cái lưng ra kiếm tiền nuôi hai mẹ con mày đó. Vậy hả? Cực lắm hả? Rồi sao? Giờ muốn gì? Có bữa ăn thôi mà. Tao cũng nấu mì rồi, muốn gì nữa? Trời ơi trời, suốt ngày cái mì. Mày để ăn mì như vậy hả? Mày làm mẹ mày không thấy sót hả? Tao đâu có muốn đâu, nhưng tao không biết nấu ăn. Tao cũng không có thời gian. Mày phải hiểu tao chứ. Mày không có thời gian? Ừ. Mà mày có thời gian cho mấy cái này hả? Mày thích phấn son lắm đúng không? Phấn son. À, mày biết không hả? Biết mắc lắm không? Mắc hả? Mắc hả? Cái gì? Trời, mày ăn. Mày ăn chứ sao? Mày điên hả? Điện thoại của tao. Ai kêu mày nạp tiền game? Ai chứ? Mày nói tao sao? Nói tao hả là tao mua son phấn tốn tiền hả? Tao mua có mấy trăm ngàn à, còn mày mấy triệu. Con á, tao nấu mì ăn thì mày la, còn mày sao? Hơn tao chắc. Tao làm có tiền, tao muốn làm gì thì làm. Còn mày á, đàn bà, mày vô bếp mà làm, tao không có rảnh làm. Nè, mày cưới tao về làm vợ mày chứ không phải làm ô xin cho mày. Thôi buổi giờ bình đẳng rồi, chừng nào mà mày làm được á rồi hãy dạy tao, còn không á thì nín cái miệng lại. Mẹ dẫn đi học. Dạ. Đúng, tao cưới vợ chứ không phải là cưới bà nội để mà đội lên đầu. Mày đâu có làm ra tiền, mày đâu có tiếc. Mày tự hỏi bản thân mày đi, có bao giờ mày làm chồng bổn phận của một người mẹ một người vợ chứ? Vậy mày thử mày làm một người mẹ một người vợ thử coi, mày làm thử tao coi coi. Mày làm được rồi mày nói tao. Bóp cái nhẹ đi. Mày rách nát. Mẹ ơi, cuối tuần này cô kêu đi họp phụ huynh. Con thừa biết á là mẹ cuối tuần mẹ phải đi spa. Tuần mày đi có ngày à. Kêu ba đi. Kêu ba đi. Nè, đừng đụng đẩy nha. Con nó kêu ai đi họp thì người đó đi họp đi. Suốt ngày spa. Dạ, một tuần tôi đi có một lần à. Để tôi thư giãn được không? Con ai? Ba bận rồi, không có đi được. Hay là con cho số điện thoại của ba cho cô giáo nha. Rồi ba trao đổi trực tiếp trên đó. Chứ lên đó chi cho mất công. Nhưng mà sổ liên lạc còn phải có chữ ký của ba mẹ. Có cái gì mà khó đâu mà sao nói hoài à. Đưa cái viết đây ký tên là được cái gì. Bực bội. Trời ơi, học hành kiểu gì đây? Dưới trung bình không là sao? Nuôi dạy bao nhiêu lâu hả? Khóc cái gì mà khóc? Ý chàng cha mày. Nè, cái việc vậy nó học là chuyện của cô. Bây giờ đổi thôi là sao? Mắc cái cơn gì chuyện của tôi. Chắc một mình tôi dạy đó hả? Mình tôi đẻ chắc. Bây giờ cô muốn sao? Bây giờ anh sao? Bây giờ đổi thừa là sao hả? Tôi không có đổi thừa. Bây giờ anh không dạy đúng không? Được rồi. Nè, trách nhiệm nè. Trách nhiệm nè. Khỏi học nữa. Bây giờ mặt ai vậy? Tôi dặn mặt anh đó. À, má đi làm đã mệt rồi, về gặp cái này nữa, mệt quá. Nè, đứng lại nha. Chú nói chuyện bớt, đứng đó không mày? Dạ, chào chị. Dạ, chị cho em hỏi là đây có phải là nhà của cháu Phú không chị? Tên ở nhà là Bi á. Anh ơi, chào xuống cô kiếm. Bữa em có kêu Bi nó viết số điện thoại của chồng em cho tiện. Tự nhiên chị tới đây chị không biết nữa. Gì vậy em? Chắc cô giáo của Bi á. Ủa, anh chị là ba mẹ ruột của cháu hả? Cô này hỏi ngộ. Không phải ba mẹ ruột chứ ai để ra nó. Thật ra tôi không phải là cô giáo mà là tôi là người trong cô nhi viện á. Tại tôi nhận được một cái đơn nè, cháu viết là gửi muốn vào trại mồ côi, cho nên là bây giờ tôi đến đây để xác thực á. Có lộn ai không chứ cô? Bi, xuống với mẹ. Bi, mẹ dạy con nói dối vậy hả? Tại sao? Tại sao con kêu con là trẻ mồ côi? Con vô đó làm gì? Có nhà có cửa có ba mẹ tại sao không mở hả? Vì con thấy mấy bạn trong viện mà coi vui lắm, mọi người chỉ cười không ai khóc giống như ở nhà mình. Con nhận bữa cơm của mấy bạn con thèm lắm. Bữa cơm chỉ có thịt luộc với lại rau muống thôi, nhưng đó là bữa cơm con chưa được ăn trong 1 năm kể từ hồi bà nội mất. Con ngán ăn mì lắm rồi, nhưng con đợi con cũng phải ăn nó thôi. Mấy bạn cũng có mấy cô dạy kèm, con cũng muốn có người dạy con buổi tối lắm. Con ngưỡng mộ mấy bạn nên ba mẹ cho con vào viện mồ côi ở đi mà. Bị mẹ xin lỗi. Tại mẹ không tốt, con đừng có đi nha. Mẹ hứa mẹ sẽ cố gắng mỗi ngày mẹ nấu cho con một món ăn, mỗi buổi tối mẹ dạy con học. Con đừng bỏ mẹ, xin lỗi, mẹ xin lỗi. Một đứa trẻ có đầy đủ cả cha lẫn mẹ mà lại khao khát những điều đơn giản nhất từ những đứa trẻ thiếu thốn. Vậy thì đứa trẻ này không hề đầy đủ chút nào hết, mà thật sự đứa trẻ này là thiếu thốn tình cảm gia đình, sự bao bọc của cha mẹ. Nếu mà đã là cha mẹ rồi thì không những cho con mình đầy đủ về vật chất đâu, mà phải cho con mình đầy đủ sự yêu thương nữa. Đó là sự gắn kết để cho con mình còn phát triển nữa chứ. Mẹ xin lỗi, con ở lại nhà với mẹ chứ không. Bi à, sau này bà sẽ đưa con đi học. Đi học xong bà sẽ đưa con đi chơi nha. Dạ. Hãy thề thái nhân tình, đừng vô lo chỉ nghĩ cho bản thân mình. Tiền make up cho cô dâu nè, tiền áo cưới, tiền quay phim chụp hình là 20 triệu, trả luôn đi. Ủa mẹ, tiền đó là nhà con bỏ ra, sao trả cho mẹ được? Cái gì là tiền của nhà mày? Là tiền của tao nên tao phải đòi. Làm cái gì hả? Ôi. Con kiếm cháu trai cho mẹ. Ủa đó.